Trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn. Trường Sơn, huyền thoại một con đường. Qua hồi ký của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, Nguyên tư lệnh Bộ Tư lệnh Trường Sơn. Phần thứ nhất, kỷ niệm những ngày đầu với Trường Sơn. Đầu năm 1965, đang là Phó Tổng tham mưu trưởng, tôi được Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đưa vào làm chính ủy quân khu 4. Lúc này, chiến tranh không còn giới hạn ở Nam phần vĩ tuyến 17. Kể từ sau ngày 5 tháng 8 năm 1964, ngày mà Mỹ dựng đứng lên cái gọi là sự kiện vịnh Bắc Bộ rồi cho máy bay, tàu chiến ồ ạt tập kích hòng trả đũa Bắc Việt, lửa chiến tranh đã cháy rực trên cả hai miền Nam Bắc. Hơn bất cứ nơi đâu trên miền Bắc, khu 4, dẻo đất tự bao đời lao đao bởi những thách đố dữ dằn của thiên nhiên, bởi binh đao giặc giã, nay lại đứng ở tuyến đầu cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Trưởng thành từ những trận chiến đấu vỡ lòng trên chính mảnh đất này, từng giữ nhiều cương vị chủ trì lực lượng vũ trang địa phương, xã, huyện, tỉnh, tiếp đó công tác ở cơ quan bộ quốc phòng. Nay được trở về cùng quân và dân quê nhà đánh địch. Mọi chuyện với tôi thật hợp lý, nhẹ nhàng. Điều chăn trở, thoáng chen chút lo lắng là chiến trường quen thuộc. Nhưng kẻ thù mới là đế quốc Mỹ, tên sen đầm thế kỷ với bao cuồng vọng. Liệu tôi sẽ cùng đồng chí, đồng đội trèo chống sau đây trên cương vị công tác mới? Ngày 6 tháng 1, chúng tôi lên đường khi chưa tỏ mặt người. Gió bấc cuối đông quất từng hồi giàn giạt, thổi tung đám lá vàng vừa lìa cảnh trong đêm. Khỏi cửa nam, xe cùng gió hút theo đường nam bộ. Một hồi còi tàu rú lên từ phía ga hàng cỏ như thúc giục. Tạm biệt Hà Nội thân yêu, phố phường như còn ngái ngủ, mà nhịp sống đã trào lên những tín hiệu vội vàng của một ngày mới. Dọc đường, càng vào phía trong, không khí chiến tranh như bức họa hiện dần đủ bố cục, sắc màu. Những nòng pháo quấn lá ngụy trang vươn ngạo nghễ canh cầu hàm rồng, cầu bùng, cầu cấm. Những hầm, hố cá nhân cũ, mới. Giải dọc ven đường, những bức tường nhà trắng màu vôi được phủ vội vàng nhựa đường, bùn đất. Vinh thủ phủ của khu 4, thành phố giao thương trên bến dưới thuyền. Ngày xưa vua Quang Trung Nguyễn Huệ định chọn làm kinh đô, cho xây thành trên núi Quyết, gọi là Phượng Hoàng Trung Đô. Nay bình tĩnh, vững vàng trong dáng vóc một thành phố đã dạn dày bom đạn. Người già, trẻ nhỏ sơ tán ra vùng ven. Chợ họp sớm, tan nhanh những trận địa súng máy phòng không được cấu trúc trên sân thượng nhà cao tầng thấp thoáng bóng dáng nam nữ tự vệ bộ tư lệnh quân khu 4 đã chuyển vào đóng ở địa đạo trong núi quyết sau đó chuyển lên đóng ở nam thanh nam đàn quê hương mắc cách thành phố vinh hơn hai chục cây số về phía tây bắc sinh hoạt của cơ quan quân khu lúc này đã thời chiến lắm cẩn mật lắm cẩn mật tới mức ngày ngày có một đồng chí trợ lý bảo vệ ngó ngó nghiêng nghiêng hễ thấy chiếc khăn mặt nào ai đó phơi dễ bị lộ là cất ngay Tư lệnh quân khu là anh Nam Long. Đúng là trái đất tròn. Sau 15 năm kể từ ngày kết thúc lớp bổ túc cán bộ trung cấp quân sự đầu tiên của bộ mở ở Đại tử, Thái Nguyên vào cuối năm 1950, tôi lại được làm việc cùng anh. Nhớ ngày đó, vừa là học viên, anh kiêm chức đại đội trưởng, tôi kiêm chức chính trị viên. Trong điều kiện học hành vô cùng khó khăn, thiếu thốn giữa núi rừng Việt Bắc, kiếp làm việc của anh em chúng tôi đã giúp trường tổ chức động viên lớp học được xem là con cưng của Bộ Tổng hoàn thành chương trình nhanh, gọn, bổ sung kịp thời cho các hướng chiến trường đang chuyển sang giai đoạn phản công. Sau vài ngày nhập cuộc, tôi dành thời gian tìm hiểu tình hình, chủ trương xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ trên địa bàn quân khu 4. Luận bàn với các anh trong bộ tư lệnh quân khu về mưu đồ nhất quán, lâu dài cũng như những thủ đoạn trước mắt của Đế quốc Mỹ đối với cách mạng Việt Nam và ba nước Đông Dương tôi cho rằng chiến lược chiến tranh đặc biệt mà Mỹ tiến hành ở miền Nam gần như thất bại hoàn toàn. Nay chúng tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, đánh trước tiên vào khu 4, hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam, hòng làm suy yếu hậu phương chiến lược, làm lung lay ý chí, quyết tâm giải phóng miền Nam của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta và ngăn chặn mọi hoạt động chi viện chiến trường. Đồng thời đây cũng chính là hành động thăm dò của Nhà Trắng để tiếp tục leo nấc thang mới trên chiến trường miền Nam suy nghĩ của anh Nam Long để vấn đề đi xa hơn. Chiến tranh xâm lược của Mỹ đã lên một nấc thang mới. Liệu rồi, sau một chuỗi những yếu tố tổng hợp diễn biến tình hình như vậy, Mỹ có dám cho quân đổ bộ vào Nam khu 4, thực hiện cuồng vọng lấp sông Bến Hải một thời của Ngô Đình Diệm hay không? Thực tình đây là một vấn đề nóng bỏng mà ở cương vị một tư lệnh quân khu trực tiếp tiếp xúc với kẻ thù, ai cũng phải tính đến. Hiểu được suy tính của anh, tôi thẳng thắn trao đổi. Không loại trừ việc Mỹ đưa quân ra miền Bắc, nhưng ở vị thế một quân khu chúng ta chưa có đủ cứ liệu để khẳng định việc mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền bắc là hoàn toàn bị động nhất định chúng sẽ chuốc lấy những thất bại và hậu quả khôn lường vấn đề trọng tâm mà chúng tôi dồn hết tâm lực nghiên cứu trao đổi trong nhiều buổi làm việc thậm chí cả trong bữa ăn giờ nghỉ là chỉ đạo tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của đế quốc mỹ trên địa bàn vừa là tiền tuyến vừa là hậu phương này Ngày 7 tháng 2 năm 1965, Đế quốc Mỹ mở chiến dịch đánh phá của không quân mang tên mũi lao lửa cho máy bay đánh vào thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, thị xã Đồng Hới, Quảng Bình. Hôm sau chúng tiếp tục đánh phá một số nơi ở Quảng Bình, Vĩnh Linh và ngày 11 tháng 2, máy bay Mỹ xâm phạm vùng trời Nghệ An. Qua 3 ngày chiến đấu, quân và dân Quảng Bình, Vĩnh Linh và Nghệ An bắn rơi 12 máy bay Mỹ. Cuộc chiến tranh phá hoại của địch tuy mới diễn ra một thời gian ngắn, nhưng mức độ ngày một ác liệt, không chỉ tập kích bằng đường không, địch còn khiêu khích ta ở bờ bắc sông Bến Hải, dọc theo giới tuyến quân sự tạm thời, kết hợp bắn pháo từ các hạm tàu ngoài biển vào đất liền. Trong một buổi làm việc bàn cách đánh trả không quân Mỹ, tôi trao đổi với anh Nam Long về chiến lược tập kích đường không, về tổ chức phòng không ở Maksitkova trong đại chiến thế giới lần thứ hai. Đây là một trong những nội dung tôi được học tập, nghiên cứu trong ba năm đào tạo tại Học viện Quân sự cao cấp Bắc Kinh, Trung Quốc. Đặc biệt, cách tổ chức phòng không bảo vệ cơ vào lúc bấy giờ có nhiều kinh nghiệm mà chúng ta cần nghiên cứu, tham khảo. Tuy nhiên, lúc này quân khu không được trang bị nhiều vũ khí, khí tài phòng không như Hồng quân Liên Xô. Điều chúng ta cần nghiên cứu, vận dụng là ý chí, lòng tự tin của binh sĩ, tài nghệ của tướng lĩnh, sĩ quan chỉ huy trong việc sử dụng nhiều loại vũ khí, nhiều tầng, nhiều vòng hỏa lực bổ sung cho nhau, kết hợp đánh cản và thả khí cầu dùng không quân đánh chặn vòng ngoài dùng đèn chiếu phát hiện mục tiêu cho cao xạ đánh ban đêm với chính những điều đó hồng quân liên xô đã tạo được sức mạnh tổng hợp đánh địch bảo đảm cho marsikerva đứng vững trong mưa bom báo đạn của không quân nước đức phát xít chiến tranh phá hoại mà đế quốc mỹ đang tiến hành trên địa bàn quân khu 4 cũng mang tính chất tập kích đường không kết hợp pháo kích từ các hạng tàu từ biển vào dĩ nhiên phương tiện chiến tranh của mỹ đã hiện đại tối tân hơn nhiều sau hơn hai thập kỷ chạy đua vũ trang kể từ sau đại chiến hai. Đồng thời phạm vi đối tượng, mục đích đánh phá của chúng cũng khác nhiều. Với địa thế eo thắt, được xem là vùng cán song khu 4, chủ tâm đánh phá của địch không ngoài hủy diệt và ngăn chặn tuyến chi viện, chiến lược. Sau khi nghe tôi trình bày những suy nghĩ của mình, anh Nam Long nói, hiện nay quân khu được bộ tăng cường các đơn vị phòng không cấp trung đoàn, tiểu đoàn cao xạ, gồm các loại pháo phòng không 100 ly. 57 ly, 37 ly và pháo mặt đất phòng thủ bờ biển 122 ly, 82 ly. Các loại súng máy phòng không cho bộ binh và dân quân tự vệ. So với yêu cầu thì lực lượng pháo phòng không và pháo mặt đất còn quá mỏng. Tuy vậy, trong hơn 20 ngày đầu, khi không quân Mỹ đánh rộng ra trên nhiều địa bàn, bộ đội chủ lực và dân quân tự vệ quân khu đã huy động tối đa vũ khí trang bị hiện có đánh, trả có hiệu quả, bắn rơi máy bay, bảo vệ được mục tiêu thiệt hại của bộ đội và nhân dân chưa có gì đáng kể bộ đội cũng như nhân dân hết sức tự tin phấn khởi từ thực tế đó quân khu ủy và bộ tư lệnh quân khu thống nhất phát huy hiệu quả đạt được và khí thế sôi sục của lực lượng vũ trang nhân dân quân khu cần phải phổ biến nhanh những kinh nghiệm tốt những hạn chế và khuyết điểm tới từng đơn vị tổ chức ngay một số cụm phòng không pháo ven biển tập trung hơn đồng thời củng cố xây dựng các loại trận địa phòng không gồm trận địa kiên cố trận địa dự bị, trận địa nghi binh. Đối với những trận địa phòng không dự bị tại trọng điểm, phải ngụy trang chú đáo, sẵn sàng cơ động cao xạ từ nơi khác đến đánh địch khi cần thiết. Các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm chỉ lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu. Do xây dựng tốt cụm trận địa phòng không ở Dũ Nải, thị xã Hà Tĩnh, nên ngày 26 tháng 3 năm 1965, một đơn vị pháo phòng không đóng ở tỉnh Hà Tĩnh đã khéo kết hợp trận địa nghi binh và trận địa thật, hút máy bay địch đánh vào trận địa giả tạo điều kiện cho trận địa thật tập trung hỏa lực bắn rơi hai máy bay ngay từ đợt đầu. Kinh nghiệm đánh máy bay địch của đơn vị pháo phòng không rũ này được phổ biến kịp thời cho các cụm, trận địa phòng không bảo vệ thành phố Vinh và một số đơn vị khác bảo vệ trọng điểm giao thông ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Tiếp đó, tôi bàn với anh Nam Long và được anh nhất trí cho thí điểm sử dụng một đại đội pháo cao xạ 37 ly bất ngờ cơ động ban ngày từ Vinh ra chi viện cho trận địa pháo bảo vệ cầu cấm lực lượng cao xạ tăng cường đã đánh liên tục bốn đợt máy bay địch ném bom phá cầu, hạ một chiếc và bắn bị thương một chiếc khác. Cầu cấm vẫn an toàn, nối liền tuyến giao thông huyết mạch. Khi máy bay địch hoạt động về đêm, không bị động, chúng tôi cho bố trí 6 đèn chiếu sáng của Liên Xô có công suất lớn ở ngay các cụm trận địa pháo để giúp pháo thủ bắt mục tiêu. Những đêm đầu khi máy bay địch đến đánh, đèn chiếu sáng được bật lên. Những pha đèn có công suất lớn quét giao nhau. Theo đó, pháo thủ rất dễ phát hiện mục tiêu nhờ phản quang kim loại vỏ máy bay. Nhiều khẩu pháo hướng vào mục tiêu nhà đạn. Máy bay địch bị bất ngờ, hoảng hốt tháo chạy. Nhân dân xung quanh thành phố Vinh thấy đèn pha, đạn pháo của ta đuổi máy bay địch. Sau chút ngỡ ngàng, lạ lẫm ban đầu không những không sợ mà còn reo hò phấn khởi. Thật là những đêm đầy không khí trận mạc trên tuyến lửa khu 4. Sau hơn một tháng thử sức với không quân Mỹ, đánh ngày có, đánh đêm có tôi cùng anh nam long thấy cần sơ kết rút kinh nghiệm đề ra phương hướng nhiệm vụ mới chuẩn bị cho quân khu ủy họp ra nghị quyết và báo cáo lên bộ ý định của chúng tôi là nêu phương hướng để cơ quan chuẩn bị trước hết căn cứ vào sự chỉ đạo cơ sở quân ủy bộ quốc phòng phân tích quy luật đánh phá bước đầu của địch nhiệm vụ chủ yếu được giao để rút kinh nghiệm trên ba mặt đánh máy bay đánh tàu chiến địch ở ven biển và chống địch khiêu khích ở dọc bờ bắc sông bến hải chuẩn bị đối phó tình huống địch đổ bộ bất ngờ vào nam quân khu nhưng trọng tâm là đánh máy bay địch về đánh máy bay phải phát động được mọi lực lượng sử dụng được mọi loại vũ khí hiện có đánh được mọi nơi mọi lúc hình thành thế trận phòng không nhân dân lưới lửa phòng không nhiều tầng nhiều lớp cụ thể là ở các trọng điểm cần xây dựng trận địa chốt có công sự kiên cố công sự dự bị trận địa nghi binh đồng thời kết hợp được các vòng các tầng hỏa lực phòng không ba thứ quân, bộ đội phòng không, bộ binh và dân quân tự vệ để bảo vệ được mục tiêu trọng điểm, cầu đường. Về diện, vừa bố trí trận địa sẵn ở các trọng điểm, chủ động cơ động được pháo cao xạ, vừa tổ chức dân quân, bộ binh tại chỗ đánh máy bay địch. Đối với lực lượng pháo phòng thủ bờ biển, cần nghiên cứu xây dựng thêm các trận địa tại các mòm đồi hoặc núi nhô ra biển, các đảo ven biển, trang bị pháo 82 ly cho các trận địa của dân quân. Củng cố các xã ven biển và khu vực bờ Bắc sông Bến Hải theo hướng làng xã chiến đấu, lấy dân quân tự vệ làm nòng cốt, sẵn sàng đối phó với các hoạt động biệt kích, tập kích bất ngờ của Mỹ Ngụy. Để thực hiện được đồng bộ những mặt công tác trên, một trong những nhân tố quyết định là tăng cường công tác tư tưởng nhằm đạt được mỗi thôn làng là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ trong thế trận chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại. Tranh thủ thời gian cơ quan chuẩn bị, tôi xuống kiểm tra một số cụm trận địa phòng không pháo bờ biển và địa bàn Bắc Vĩ tuyến 17, kết hợp làm việc với các tỉnh, trao đổi trực tiếp với các đồng chí trong tỉnh ủy Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và đặc khu ủy Vĩnh Linh về chỉ đạo chống chiến tranh phá hoại của Mỹ trên địa bàn quân khu. Tôi còn muốn qua chuyến đi này có thêm nhiều điều thiết yếu chuẩn bị cho hội nghị quân khu ủy và hội nghị hội đồng quốc phòng quân khu sắp tới. Ở Nghệ An, sau khi làm việc với anh Võ Thúc Đồng, Bí Thư và các anh trong thường vụ tỉnh ủy, tôi xuống kiểm tra trực tiếp cụm phòng không bảo vệ thành phố Vinh. Các cụm phòng không bố trí trên địa bàn thành phố trong những ngày qua. Cả bộ đội cao xạ, bộ binh và dân quân đã huy động tối đa hỏa lực đánh tốt, bắn rơi năm máy bay, bảo vệ được nhà máy điện Vinh, phà biến thủy và cơ động chi viện đắc lực cho cụm phòng không bảo vệ cầu cấm. Xuống thực địa, nhìn những hố bom sâu, nước xanh leo lẻo, những mảng tường đổ nát, xà, cột bê tông gãy gục, trọng trơ bởi bom Mỹ dấu tích kho cạn dầu ở bờ bắc bến thủy chúng bom cháy từ ngày 5 tháng 8. Đủ cho tôi hình dung tới sự tàn khốc mà kẻ thù sẽ gieo xuống thành phố đỏ trong những ngày sắp tới. Vào Hà Tĩnh, tôi làm việc với các anh trong thường vụ tỉnh ủy. Bí thư tỉnh lúc này là anh Nguyễn Xuân Linh. Rời văn phòng tỉnh ủy, tôi đến kiểm tra cụm phòng không rú này do đại đội 8 thuộc trung đoàn pháo phòng không chốt giữ. Mới đây, trong những trận chiến đấu cuối tháng 3, đơn vị đã có sáng kiến xây dựng trận địa giả nghi binh tạo điều kiện cho trận địa thật đánh cớ hiệu quả, hạ được máy bay. Đây có thể được xem là trận mở đầu cách đánh phục kích của Bộ đội Phòng không Việt Nam Anh Hùng. Sau một đợt báo động, xe tôi đi thẳng vào trận địa. Đồng chí Trung đoàn trưởng đón và hướng dẫn chúng tôi thăm hai trận địa nghi binh. Một nhóm gồm các bác thợ mộc xã Thạch Quý, Thạch Hà cùng một số cán bộ, chiến sĩ đang xây dựng trận địa nghi binh, gồm một đại đội pháo 37 ly giả làm bằng thân cây phi lao sơn đen trận địa có ngụy trang nhưng rất khéo, để máy bay địch dễ phát hiện. Biết là đoàn cán bộ quân khu đến thăm, kiểm tra, một bác thợ nhanh nhẩu hỏi tôi. Thủ trưởng coi, mần như dứa có giống không? Tôi vui vẻ trả lời. Trông xa, tôi thấy giống lắm. Cứ đàn này các bác lập xưởng sản xuất pháo 37 ly được rồi đấy. Gió, nắng và tiếng cười ngập tràn trận điện. Một bác thợ khác nói thêm. Báo cáo thủ trưởng, Hôm trước máy bay Mỹ ném bom hỏng ba khẩu pháo của hai trận địa giả, nhưng khi chúng say mồi, tập trung đánh vào trận địa giả, thì trận địa thật của ta đã giành tay sơi tái hai chiếc của chúng, máy bay rơi ngay tại chỗ. Từ ánh mắt, nụ cười, giọng nói của những người thợ, những lão nông, những người lính nơi đây đều toát lên ý chí mãnh liệt, lòng tự tin, niềm lạc quan thanh thản lạ thường. Sau khi kiểm tra khắp lượt trận địa giả, trận địa thật cụm phòng không rú nài thay mặt quân khu ủy, bộ tư lệnh quân khu, tôi biểu dương thành tích chiến đấu của trung đoàn. Cảm ơn nhân dân thị xã Hà Tĩnh đã cùng bộ đội lập chiến công bắn rơi máy bay Mỹ, bảo vệ cầu phủ, giữ vững giao thông trên tuyến đường số 1 và mở đầu một cách đánh mới của lực lượng phòng không. Về nhiệm vụ sắp tới, tôi nhắc nhở trung đoàn cần di chuyển thường xuyên trận địa thật và trận địa giả. Đừng để địch điểm huyệt trận địa thật, vô hiệu hóa trận địa giả. Binh thư người xưa có dạy, biết lừa địch để thắng địch thì thắng lợi lớn hơn, giá rẻ hơn. Rời cụm phòng không rú này, niềm tin trong tôi như được tăng thêm bội phần. Sau gần 2 giờ vượt qua những xóm nghèo hai huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, xe chúng tôi đến đỉnh đèo ngang. Nơi đây có một trận địa pháo 122 ly phòng thủ bờ biển. Thêm một lần qua đèo ngang, càng thấy được vị thế thiên hiểm của đỉnh đèo này. Thăm trận địa pháo, chúng tôi được đồng chí cụm trưởng báo cáo thời gian qua đã hai lần đơn vị đánh cảnh cáo tàu chiến của địch sẵn bản đồ tác chiến mang theo. Tôi chỉ cho cán bộ đơn vị thấy năm cụm đảo ven biển, năm mỏm núi nhô ra biển từ Bắc Nghệ An vào Vĩnh Linh và nói rõ ý định sắp tới quân khu sẽ căn cứ khả năng hòa lực hiện có để điều chỉnh, bố trí thêm lực lượng những nơi có điều kiện, tạo tầm bắn của các trận địa giao nhau được thì sức mạnh hòa lực sẽ được nhân lên. Riêng với trận địa trên đỉnh đèo ngang, tôi gợi ý cần bố thí nghiệm thêm lực lượng phòng không gồm pháo 87 ly, súng máy 12,7 ly kết hợp với dân quân bắn máy bay vì đèo ngang là một trọng điểm trên tuyến quốc lộ 1. Rời đèo ngang, tôi ngẫm về mấy câu thơ xưa của bà huyện Thanh Quan. Cũng là đất nước, cũng là tổ quốc, song không phải tâm trạng u hoài nhớ nước, thương nhà mà bà huyện từng gieo vào lòng lữ khách, choán ngự trong tôi lúc này là sụp sôi, cháy bỏng những toan tính, giải pháp để đối phó và đánh bại kẻ thù đang từng ngày, từng giờ mang bom đạn đến gây tội ác ở mảnh đất này. Vào Quảng Bình, chúng tôi làm việc với anh Nguyễn Tư Thoan và một số anh trong tỉnh ủy. Sau đó xuống thăm đội nữ pháo binh xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy một phân đội pháo bờ biển được thành lập sớm khi tàu chiến Mỹ làng vàng trên, biển Đông. Về sau, phân đội này phát triển thành đại đội. Lúc chúng tôi đến có hai sĩ quan pháo binh đang hướng dẫn các nữ pháo thủ huấn luyện và củng cố công sự. Những nữ pháo thủ tuổi 18, đôi mươi đậm sức vóc con gái miền biển, xây ghép công sự, lao đạn pháo 82 ly nhẹ như chơi hồn nhiên, tươi giói. Đúng là con gái 17 bẻ gãy sừng trâu. Tôi biểu dương và động viên các nữ pháo thủ cố gắng luyện hay, đánh giỏi, chừng trị kịp thời lũ cướp biển bảo vệ biển bờ quê hương, bảo vệ những con thuyền ngày đêm cần mẫn, nhọc nhằn bám biển. Tôi cũng lưu ý đơn vị phải coi trọng xây dựng các trận địa dự bị để khi cần phải di chuyển trận địa chính kịp thời, tránh tổn thất. Kẻ địch không ngờ được ở bãi biển ngư thủy với những triển cát dài ngút mắt, rừng phi lao đón gió biển mặn mòi lại ẩn giấu một trận địa pháo mà chủ nhân là những cô gái vùng biển chân chất hiền từ như hạt thóc, củ khoai, đang sẵn sàng rộ báo lửa lên đầu chúng. Tạm biệt ngư thủy, mang theo dư vị của biển, chúng tôi vào Vĩnh Linh. Sau một ngày làm việc với anh Hồ Sĩ Thản và các anh trong đặc khu ủy, tôi vào trực tiếp nắm tình hình một số xã bờ bắc sông Bến Hải, kiểm tra các cụm pháo ven biển ở xã Vĩnh Mốc. Là tiền đồn của hậu phương lớn, nên các hoạt động biệt kích, phi pháo ném bom bằng máy bay của hải lực không lực mỹ đã đẩy chiến tranh đến từng căn nhà góc vườn của người dân vĩnh linh sớm hơn bất cứ vùng quê nào trên miền bắc đồng thời chiến tranh cũng tôi luyện cho mỗi người dân người lính nơi đây tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu rất cao bằng ý chí mồ hôi và bằng máu của mình nhân dân và lực lượng vũ trang vĩnh linh từng bước xây dựng được hệ thống hầm hào địa đạo rất quy mô và kiên cố hệ thống địa đạo gồm trạm cấp cứu lớp học hội trường kho vũ khí kho từng gia đình tất cả được làm rất công phu các gia đình đều có công sự hầm chữ a chắc chắn địa đạo công sự nối với nhau bằng những giao thông hào từ xã này qua xã khác đặc biệt ở vĩnh linh các vườn cây của gia đình nối tiếp nhau tạo thành những vườn rừng um tùm như một màn ngụy trang khá lý tưởng mà thiên nhiên ban tặng ban ngày xe con chạy trong đường làng dưới những tán cây vườn rừng máy bay địch khó phát hiện qua làm việc với địa phương các tỉnh đều thống nhất cần phát động mạnh hơn phong trào dân quân tự vệ dùng súng bộ binh bắn máy bay bay thấp, tăng thêm súng máy cao xạ 14,5 và 12,7 ly cho các xã trọng điểm, diễn tập, kiểm tra thường xuyên các cơ sở về hoạt động chống địch tập kích, đổ bộ ven biển, tổ chức phòng tránh tốt, hạn chế thiệt hại, thương vong trong nhân dân. Riêng Quảng Bình đề nghị quân khu trang bị thêm pháo 82 ly cho dân quân một số xã ven biển. Vĩnh Linh đề nghị tăng vũ khí hỏa lực mới cho các xã dọc theo bờ Bắc sông Bến Hải và đề nghị các địa phương trong quân khu, chủ yếu là Nghệ An tiếp nhận số người già và các cháu nhỏ ra sơ tán. Kết thúc một chuyến công tác ngắn ngày nhưng hiệu quả cao. Ngoài những cứ liệu cần thiết làm cơ sở để quân khu ủy ra nghị quyết trong kỳ họp tới, thì hình ảnh làm chào dân trong tôi niềm cảm phục, tự hào là những người dân quê tôi làm lũ, chân chất, luôn gồng mình lên trước những thách đố nghiệt ngã của thiên nhiên, đổi bát mồ hôi lấy từng hạt thóc củ khoai, đang bình tĩnh, tự tin chấp nhận cuộc đối đầu với một siêu cường đế quốc chủ nghĩa, có một nền công nghệ quân sự với bao phương tiện hủy diệt hiện đại. Niềm tin trong tôi về sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của Mỹ cũng được nhân lên bội phần. Về lại cơ quan quân khu, có thể do lúc này đang cuối xuân, đầu hạ, nóng lạnh thật thường, có thể do thay đổi địa thế công tác, bệnh viêm amidan mạn tính của tôi lại có cơ hoành hành. Theo lời khuyên của bác sĩ Quân y, tôi quyết định trở ra Hà Nội, dành 4 ngày vào Quân y viện 108 cắt amidan. Thời gian và công việc hối thúc. Sau khi ra viện, tranh thủ thăm gia đình một ngày là tôi vào luôn quân khu, bởi cuộc họp quân khu ủy tới, tôi không thể vắng mặt. Hội nghị quân khu ủy mở rộng tiến hành trong 2 ngày 7 và 8 tháng 5 năm 1965. Dự họp ngoài các đồng chí trong quân khu ủy còn có các đồng chí bí thư tỉnh ủy Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Bí thư Đặc khu ủy Vĩnh Linh. Bầu không khí sôi nổi nhiệt tình của hội nghị như được nung thêm bởi nắng hè, gió tây ở Thung lũng Nam Thanh này. Hội nghị nhất trí đánh giá của Bộ Tư lệnh quân khu qua gần 3 tháng chiến đấu liên tục, quyết liệt, lực lượng phòng không và pháo mặt đất ven biển, bộ binh, dân quân tự vệ và nhân dân trong toàn quân khu đã đánh giỏi, bắn rơi nhiều máy bay, bắn trọng thương một số tàu chiến của địch. Các địa phương tổ chức cho nhân dân phòng tránh, phục vụ chiến đấu tốt đặc biệt là công tác bảo vệ và phục vụ giao thông vận tải đạt hiệu quả cao quân khu ủy nhất trí biểu dương cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân quân khu về những thành tích đã đạt được về phương hướng tới trên cơ sở những vấn đề được đề cập trong báo cáo của bộ tư lệnh quân khu nghị quyết hội nghị khẳng định quyết tâm lấy chiến tranh nhân dân đánh bại chiến tranh phá hoại bất luận cuộc chiến tranh đó ác liệt đến mức nào sẵn sàng nhận và làm tốt nhiệm vụ chi viện và đi chiến đấu ở miền nam tích cực liên tục làm nhiệm vụ ở lào làm tốt nhiệm vụ bảo vệ sản xuất bảo vệ an ninh đập tan mọi hoạt động tập kích biệt kích thổ phì làm tốt công tác phòng không nhân dân chuyển hướng mọi hoạt động sản xuất sinh hoạt của cơ quan nhà nước của nhân dân thích hợp với thời chiến vừa phục vụ quốc phòng vừa phục vụ dân sinh làm cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội vẫn tiếp tục phát triển ngay trong chiến đấu càng chiến đấu các mặt kinh tế chính trị quân sự càng phát triển càng lớn mạnh Hội nghị nhấn mạnh, do giặc điểm vùng đất khu 4 vừa hẹp vừa hiểm trở, dễ bị chia cắt, vì vậy nhiệm vụ vừa có tính cấp bách vừa có tính lâu dài của quân khu là bảo vệ và bảo đảm bằng được giao thông vận tải trong mọi tình huống, phải tạo mọi điều kiện hỗ trợ tuyến chi viện chiến lược trường Sơn Đường Hồ Chí Minh thực hiện tốt nhiệm vụ chi viện cho chiến trường. Để những chủ trương, giải pháp trên đi vào thực tế, phát huy hiệu quả trong chỉ đạo thực tiễn cần có sự cố gắng nỗ lực của mọi người, mọi cấp và cần có thời gian. Tuy vậy, tôi cho rằng hội nghị Quân khu ủy mở rộng lần này là một sự kiện rất quan trọng. Những vấn đề được nêu ra và giải quyết ở hội nghị đã đặt nền tảng cho cơ chế và nền nếp hoạt động lãnh đạo chiến tranh và xây dựng hậu phương quân khu 4 trong suốt thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Hội nghị kết thúc, đại biểu các tỉnh khẩn trương trở về địa phương phổ biến, quán triệt và tổ chức nhân dân, lực lượng vũ trang thực hiện nghị quyết. Anh em chúng tôi chia nhau xuống làm việc với một số đơn vị trực thuộc từ đó phong trào xây dựng lực lượng phòng không ba thứ quân, xây dựng lực lượng phòng thủ bờ biển, đánh tàu chiến địch, huấn luyện diễn tập đánh địch tập kích bất ngờ các xã ven biển phát triển mạnh. Chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại trên địa bàn quân khu 4 phát triển lên một cao trào mới. Không khí chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang và nhân dân quân khu 4 đang dâng cao. Vào trung tuần tháng 5 năm 1965, tôi được Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng điều sang làm chính ủy mặt trận 565 bộ đội tình nguyện Trung Hạ Làng. Tư lệnh mặt trận là anh Nguyễn Hữu An, phó tư lệnh có các anh Hà Tuấn Khanh, Thái Cán. Mặt trận được thành lập vào đầu tháng 5 năm 1965 nhằm thực hiện chủ trương của quân ủy Trung ương và Bộ. Quốc phòng là tổ chức quân tình nguyện phối hợp với bộ đội Pathet Lào đánh bại các cuộc hành quân càn quét, tiến công của địch hồng lấn chiếm vùng giải phóng, phá hoại tuyến đường Hồ Chí Minh, xây dựng, củng cố tăng cường lực lượng vũ trang khôi phục và đẩy mạnh phong trào vùng sau lưng địch. Phạm vi hoạt động của mặt trận 565 từ Trung Lào xuống Hạ Lào. Lực lượng gồm Trung đoàn 27, Trung đoàn 9, Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 2 quân tình nguyện và một số đại đội, Trung đội xây dựng cơ sở. Phía bạn có 5 tiểu đoàn chủ lực bộ binh, một tiểu đoàn pháo mặt đất, một tiểu đoàn pháo cao xạ. Mỗi tỉnh có từ 1 đến 2 đại đội độc lập bộ đội địa phương. Chiến trường chung, Hạ Lào không xa lạ đối với tôi. Vào cuối năm 1943 đầu 1944, phong trào cách mạng Quảng Bình gặp khó khăn. Tổ chức Việt Minh bị vỡ, cán bộ bị địch truy lùng. Sứ ủy Trung Bộ quyết định đưa tôi và một số đồng chí sang Thái Lan hoạt động, sau đó trở lại làm công tác vận động Việt Kiều ở tỉnh Thà Khạch của Lào. Tại đây, tôi vừa dạy học cho trẻ em Việt Kiều, vừa làm thợ sơn để kiếm sống và tạo vỏ bọc để hoạt động. Lần thứ hai tôi trở lại chiến trường này vào đầu năm 1953 khi đó tôi đang là cục phó cục tổ chức cán bộ được tổng quân ủy cử làm phái viên bộ tổng tư lệnh tham gia bộ tư lệnh mặt trận chung hạ lào do anh hoàng sâm làm tư lệnh đã gần nửa thế kỷ trôi qua song tôi vẫn nhớ trước lúc lên đường anh nguyễn trí thanh ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm tổng cục chính trị ân cần dặn dò cả nước đang phối hợp với chiến trường điện biên phủ nhưng phải có một số hướng quan trọng để căng kéo địch già anh vào đó vừa tham gia đảng ủy bộ tư lệnh mặt trận vừa giúp bộ tổng nắm tình hình vừa giúp Tổng cục đôn đốc công tác chính trị tư tưởng. Mặt trận chung, Hạ Lào đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhanh chóng tiêu diệt trung đoàn Lê Dương Ta Bo của Pháp trên đường 12, giải phóng hoàn toàn tỉnh Khăm Muộn, trên đã thắng lợi đại đoàn 325. Đại đoàn Bình Trị Thiên do anh Trần Quý Hai làm đại đoàn trưởng nhanh chóng tiến xuống Hạ Lào, đến thẳng Stung Chen, Campuchia như thế trẻ trẻ. Được ra trận, lại được trở lại chiến trường quen thuộc khắc ghi những kỷ niệm một thời trai trẻ. Tôi vô cùng phấn khởi và tự tin. Cuối tháng 5 năm 1965, tôi vào sở chỉ huy tạm thời của mặt trận ở Hương Đô, Hương Khê, Hà Tĩnh và sau đó theo đường 12 sang đất bạn. Tới mặt trận, tôi nhận được điện báo của bộ là anh Nguyễn Hữu An vì nhiệm vụ khác không sang được, bộ quyết định tôi vừa là tư lệnh kiêm chính ủy. Trọng trách thật quá nặng nề. Hướng hoạt động đầu tiên của mặt trận 565 là khu vực Ma Hạ Say trên đường 12 nhằm phá vỡ hệ thống phòng ngự của địch ở đây, thu hút chủ lực địch ở các nơi đến, đặc biệt là chủ lực ở đường số 9, phá kế hoạch của địch lấn chiếm đường số 9, góp phần bảo vệ an toàn tuyến hành lang vận chuyển của đoàn 559. Sau khi nghe trinh sát báo cáo tình hình cứ điểm của địch, anh Thái Cán Phó Tư lệnh tham mưu trưởng trình bày kế hoạch tác chiến mà anh cùng cơ quan chuẩn bị trước và đã thống nhất sơ bộ với tỉnh ủy, tỉnh đội kham muộn. Tôi nhất trí với kế hoạch đó và trao đổi thêm với anh cán lệnh cho lực lượng của mặt trận ở đường số 9 phối hợp với bạn nghi binh ở Mường Pha Lan. Hai trung đoàn 27 và 9 của ta ở hướng đường số 12 phối hợp với bộ đội Pathet là thực hành chiến thuật vây điểm diệt viện. Sử dụng một lực lượng bí mật luồn rừng bao vây cứ điểm Nho Ma Lạt, Ma Hà Say. Điều một trung đoàn tăng cường luồn rừng bí mật phục kích trên đường số 12 đoạn giữa tỉnh Lị Tha Khẹc và Ma Hà Say. Cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 1965 ta bắt đầu đánh địch ở đường số 12, đúng như bộ tư lệnh mặt trận dự kiến. Khi ta bao vây tiến công cứ điểm Nho Ma Lạt do một tiểu đoàn quân Hoàng gia Lào chốt giữ, thì hai tiểu đoàn khác quân Hoàng gia Lào có quân Thái Lan phối hợp tức tốc từ Tha Khẹt cơ động đến giải vây. Ta và bạn phục kích, diệt gọn tiểu đoàn đi sau. Tiểu đoàn đi đầu của địch hoảng loạn chạy vào rừng. Bộ tư lệnh kịp thời lệnh cho một bộ phận lực lượng truy kích quân địch tháo chạy, đồng thời cho lực lượng chủ yếu còn lại tiến công Nho Ma Lạt. Ma Hà Say, phát triển đến cây số 15 giáp thị xã Tha Khạch. Trận đầu gia quân chiến thắng giòn giã, thể hiện bước tiến đáng kể về kỹ thuật, chiến thuật của bộ đội tình nguyện trong tiến công đột phá vị trí hiểm yếu, làm vỡ tuyến phòng ngự của địch. Sau thắng lợi ở đường 12, theo lệnh của bộ, tư lệnh quân khu 4 thông báo cho mặt trận 565 nhanh chóng đưa lực lượng xuống đường số 9 cùng với một trung đoàn của ta ở đó chuẩn bị cho đợt hoạt động mới. Nhận điện của bộ tư lệnh quân khu, tôi lệnh cho các đơn vị khẩn trương chuẩn bị để cơ động xuống đường số 9. Trong thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị, một tiểu đoàn quân tình nguyện chọn hang bản thảm, cách đường 13 hơn 20 cây số làm nơi tập kết trú quân. Dồn quân vào hang là một trong những điều cấm kỵ về trú quân. Mặt khác, do say sưa với thắng lợi, mất cảnh giác, để lộ bí mật, tiểu đoàn này bị quân Hoàng gia Lào phối hợp với quân Thái Lan bịt cửa hang, vây hám trong ba ngày, bao vây, chốt chặn và dùng loa gọi quân ta ra hàng bộ đội ta lợi dụng địa hình hang hốc, lèn đá, chiến đấu, quyết phá vây. Được tin báo về, tôi trực tiếp chỉ huy trung đoàn 27 cơ động luồn dùng bao vây quân địch. Phát hiện lực lượng ta đến giải vây, địch vội vàng tháo lui. Tiểu đoàn bị vây hãm trong hang nhanh chóng về vị trí tập kết mới, tiếp tục làm công tác chuẩn bị. Trong cuộc đời binh nghiệp, mỗi một người lính có thể rút cho mình nhiều bài học kể cả thành công và không thành công. Nhưng tôi tin rằng đối với những chiến sĩ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ của tiểu đoàn quân tình nguyện ấy. Đây là bài học khá thấm thía về tinh thần cảnh giác, về chọn vị trí tập kết, chú quân phải đảm bảo nhiều yếu tố thuận lợi cho mình, đừng bao giờ đưa mình vào thế tiến thoái lường nan. Gần đến thời hạn đưa quân xuống hướng đường số 9, ngày 29 tháng 1 năm 1966, tôi trực tiếp xuống trung đoàn bộ binh 27 kiểm tra công tác chuẩn bị. Xe đi giữa đường rừng giã chiến. Tôi như quên đi những cú xe sóc nảy người, bởi bao suy tính về công việc. Bỗng tiếng máy bay rít lên và một ánh chớp xanh lẻ kèm theo một tiếng nổ chói tai. Đất trời như sập xuống, tối đen. Sau đó, khi tỉnh lại, tôi được nghe kể xe chúng tôi trúng bom máy bay Mỹ. Đồng chí Nguyễn Trơn lái xe hy sinh ngay trên tay lái. Tôi và mấy anh em y sĩ, bảo vệ đều bị thương nặng. Riêng tôi do vết thương ra nhiều máu nên ngất lịm đi. Biết xe chúng tôi trúng bom, dân bản lào kịp thời báo cho Trung đoàn 27. Anh Hoàng Đình Phượng, Chính vì trung đoàn đã trực tiếp cùng một tiểu đội nhanh chóng cáng chúng tôi vào đội điều trị của trung đoàn tại hang lèn ca vát gần đó. Trung đoàn cũng nhanh chóng đưa thi hài đồng chí Nguyễn Trơn về mai táng ở khu vực Bái Dinh trên đường số 12. Bác sĩ đội điều trị của mặt trận kịp thời phẫu thuật cầm máu cho tôi. Tỉnh lại, biết mình không thể bình phục ngày 1, ngày 2, trong khi tình hình chiến trường đang phát triển từng giờ, tôi quyết định giao cho các đồng chí Hà Tuấn Khanh. Thái Cán đảm nhiệm mọi công việc trực tiếp chỉ huy mặt trận 565, tiếp tục kế hoạch hoạt động ở hướng đường số 9, đồng thời điện báo về Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Quân khu cho đón tôi về quân y viện 4 lúc này đã chuyển lên sơ tán ở núi Đại Huệ, Nam Đàn, không xa nơi Bộ Tư lệnh Quân khu đóng là mấy. Lưu lại quân y viện 4 chỉ một thời gian ngắn. Tôi được chuyển tiếp ra quân y viện 108. Những ngày điều trị tại quân y viện, tôi luôn sống trong tâm trạng của một người chưa hoàn thành nhiệm vụ còn mang nợ với chiến trường. Sau hơn một tháng vừa chữa chạy vết thương, vừa điều dưỡng tại quân y viện 108, sức khỏe của tôi dần bình phục. Gần 100 ngày kể từ lúc tôi bị thương dưa rừng Lào, tình hình cuộc chiến trên hai miền Nam, Bắc đã phát triển hết sức mau lẹ. Ở miền Nam, bị thất bại trong cuộc phản công mùa khô 1965 đến 1966, đế quốc Mỹ tiếp tục tăng quân, giáo diết chuẩn bị mở cuộc phản công lớn lần thứ hai cùng với việc tung quân chiến đấu vào chiến trường miền Nam lên tới 30 vạn, đế quốc Mỹ không ngừng gia tăng cường độ, lực lượng không quân, hải quân đánh phá miền Bắc. Chính trong những ngày hè nóng bỏng năm 1966, đế quốc Mỹ đã cho máy bay ném bom kho xăng Đức Giang phía Bắc Hà Nội, kho xăng Thượng Lý Hải Phòng. Lửa chiến tranh bốc cao ngùn ngụt, kẻ thù đã leo nấc thang mới cực kỳ nghiêm trọng. Trước những hành động xâm lược mới của đế quốc Mỹ, ngày 17 tháng 7 năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi quân và dân cả nước. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ, không có gì quý hơn độc lập, tự do. Lời của bác thiêng liêng như lời đất nước, có sức động viên mạnh mẽ quân và dân cả nước đoàn kết một lòng, vượt mọi hy sinh gian khổ, kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn chiến trường hối thúc và tôi lại có dịch trả nợ chiến trường. Sau khi vết thương khỏi và sức khỏe bình phục, tháng 5 năm 1966, tôi nhận quyết định của quân ủy Trung ương điều vào làm chính ủy Bộ Tư lệnh Trường Sơn, đoàn 559. Lại thêm một lần chia tay vợ, con và người thân. Chia tay Hà Nội, tôi hối hả lên đường. Bộ Tư lệnh Trường Sơn đóng tại thôn Lý Nhân, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Tư lệnh đoàn 559 lúc này là anh Hoàng Văn Thái không rõ do yêu cầu nhiệm vụ, do chiến sự ác liệt. Cơ quan Bộ Tư lệnh 559 đã chuyển rời bao lần mà khi tôi đến hết thảy đều ở nhờ nhà dân. Tôi ở và làm việc tại nhà cháu Lê Xuân Kiệm, thôn Lý Nhân, kể ngay cầu Tránh Hòa, một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Do vậy, chỉ mới mấy ngày đặt chân tới đây tôi đã chứng kiến nhiều đợt oanh kích dữ dội của máy bay Mỹ, có cả máy bay B-52. Với bản tính dũng cảm, bình tĩnh, mưu trí, sau một thời gian đương đầu với không quân Mỹ, quân và dân nơi đây không những trụ vững, chiến đấu bắn rơi máy bay Mỹ, bảo đảm giao thông thông suốt, mà còn gạn lọc được nhiều kinh nghiệm chống chiến tranh phá hoại. Tuy vậy, để có thể giảm thương vong, sau khi tìm hiểu tình hình chung, tôi trao đổi với cán bộ địa phương động viên nhân dân củng cố hầm hào. Mỗi gia đình nên có hai hầm chữ A, cách nhau ít nhất 25 mét, có giao thông hào nối nhau. Khi địch đến đánh nên chia số người trong gia đình ra hai hầm cán bộ xã phải tổ chức thực tập để tạo thành nền nếp. Bộ đội đoàn 559 cũng phải thực hiện như vậy. Ở đất lửa Quảng Bình, nơi mà mối tức đất, ngọn cỏ nhỏ nhoi đều phải cúng tới cả quả bom hàng trăm bằng anh. Khi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mỏng manh thì mọi giải pháp có thể bảo toàn được từng con người, từng gia đình như một tế bào của cộng đồng, để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù, đều phải tính. Trường Sơn lúc này đang vào mùa mưa, lực lượng chủ yếu của tuyến đã tập kết về nước và ra miền Bắc. Bởi vậy, cho dù nóng lòng muốn nhập tuyến, tôi cũng không thể bất chấp quy luật tự nhiên. Đành ở lại hậu tuyến cùng các anh trong bộ tư lệnh chuẩn bị cho một mùa ra quân mới. Mọi việc đang được tiến hành khẩn trương, cuối tháng 7 năm 1966, quân ủy quyết định điều tôi về làm phó chủ nhiệm tổng cục hậu cần. Theo lệnh trên, tôi đành chia tay các anh trong bộ tư lệnh 559, quay ra Hà Nội với bao dự định còn dang dở người mà tôi gặp và làm việc đầu tiên khi về nhận nhiệm vụ ở Tổng cục Hậu Cần là anh Đinh Đức Thiện, chủ nhiệm Tổng cục. Vào việc anh Đinh Đức Thiện cho biết trước đây, trên điều tôi làm chính ủy đoàn 559, nhưng mãi tới tháng 12 thì đoàn 559 mới vào mùa vận chuyển. Bởi vậy, tôi lại được DIEU về giữ chức Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu Cần, phụ trách chủ nhiệm Tổng cục Hậu Cần Tiền Phương, với địa giới từ Nam Bến Thủy vào đến Vĩnh Linh gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, đặc khu Vĩnh Linh, Tổng cục hậu cần tiền phương có nhiệm vụ tiếp nhận hàng hóa phía sau, tổ chức chuyển giao cho tuyến 559 tại các cửa khẩu dọc biên giới Việt Lào trên đường 12 và đường 20. Theo ý anh Thiện, để tạo chân hàng tại các cửa khẩu, nhiệm vụ của tổng cục tiền phương trong 4 tháng cuối năm 1966 là phải chuyển lên đó khối lượng hàng bằng khoảng 70% lượng hàng đoàn 559 chuyển giao chiến trường cả năm 1967. Làm được như vậy tuyến 559 và tuyến Tổng cục Hậu Cần Tiền Phương sẽ hoàn toàn chủ động, dành tay đối phó với mọi hoạt động đánh phá, ngăn chặn của kẻ thù trong mùa khô tới. Là người sinh ra và lớn lên trên xứ sở gió Tây, cát trắng, từng chịu cảnh no bão lụt, đói cơm khoai, tôi hiểu tính trời lắm. Không do dự, tôi trao đổi với anh Thiện. Báo cáo anh, ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Vĩnh Linh, bốn tháng anh dành cho chúng tôi là bốn tháng của mưa gió, bão lụt, Đặc biệt về cuối là mưa dầm, lắm khi mưa dầm thối đất, kẻ địch lại gia tăng cường độ đánh phá ngăn chặn quyết liệt, nên khó khăn về cầu đường và vận tải sẽ nhân lên gấp bội. Dường như đã chuẩn bị trước tình huống tôi nêu ra, nên sau một thoáng im lặng, anh Thiện nói, với cách nói chậm, ngắt mạch, đầy cân nhắc và quyết đoán. Biết vậy, nhưng không có cách nào khác. Chúng ta hãy thử nghiệm. Anh là tổng tham mưu phó, tôi tin anh sẽ có cách chưa trực tiếp làm việc với anh Đinh Đức Thiện, nhưng trước đây cũng đã có dịp để tôi cảm nhận đôi điều về anh. Mùa hè năm 1946, tôi được cùng anh Thiện dự khóa đào tạo đầu tiên của trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương, lớp học mở tại Hà Đông. Sau 3 tháng dự khóa, theo lệnh trên, tôi bỏ dở chương trình để trở về trực tiếp cùng các anh trong tỉnh ủy. Ủy ban tỉnh Quảng Bình tổ chức quân và dân tỉnh nhà cản bước tiến của quân Pháp đang tiến ra Bắc Trung Bộ. 3 tháng dự lớp ngắn ngủi, song in đậm trong cảm nhận của tôi về anh Đinh Đức Thiện là một người có cá tính mạnh. Sau này qua những năm cùng công tác ở cơ quan bộ, tôi biết anh là một cán bộ có tầm nhìn xa, thẳng thắn, chân thành. Đặc biệt anh là người có công lớn đối với ngành vận tải quân sự. Thời 9 năm chống Pháp, ở cương vị Cục trưởng Cục Vận tải, anh đã giúp Bộ Tổng tổ chức ngã hành công việc vận tải phục vụ nhiều chiến dịch, thành công nhất là chiến dịch Điện Biên Phủ. Nay với cương vị chủ nhiệm Tổng cục Hậu Cần, đúng hơn là thành viên quân ủy trung ương, được giao đặc trách công tác hậu cần. Những ý kiến anh đề xuất trên cũng là biểu hiện tầm nhìn xa và chứng tỏ anh là con người luôn tìm cách dành chủ động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chi viện chiến trường. Bởi vậy, tôi cho rằng sáu chữ tôi tin anh sẽ có cách là xuất phát từ lòng tin trong anh chứ không có nghĩa là sự thách thức. Tôi đón nhận lòng tin của anh như một sự hỗ trợ tích cực, một thuận lợi. Tuy vậy cách gì đây là cả một vấn đề không đơn giản, không nhẹ nhàng chút nào địch đánh phá ngăn chặn quyết liệt ở vùng cán song, gây cho ta nhiều khó khăn, tổn thất. Song bằng chút vốn sống thực tế, tôi tin chắc địch đánh có nơi, có lúc, còn thời tiết sẽ gây khó khăn. Cản trở cho toàn tuyến suốt 4 tháng mùa mưa, nhất là những tuyến độc đạo, đường đất, khó khăn, thử thách trồng chất đang chờ. Nhưng trách nhiệm thiêng liêng đối với chiến trường miền Nam và nước bạn hối thúc tôi sớm vào địa bàn, kết hợp kinh nghiệm với thực tiễn để tìm lời giải cho bài toán hóc búa này. Để có thể nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ, tôi đề nghị Tổng cục điều cho một số cán bộ tham mưu giúp việc có năng lực và hiểu biết công việc ở địa bàn mà tiền phương Tổng cục đảm trách. Một may mắn lớn là trước khi vào phụ trách Tổng cục Hậu cần tiền phương, đầu tháng 8 năm 1966, tôi được dự một cuộc họp của Bộ Quốc phòng do Đại tướng Bộ trưởng Võ Nguyên Ráp, chủ trì một vị tướng tổng chỉ huy quân đội ta, có tài thao lược, dày dạn kinh nghiệm. Cuộc họp được tiến hành nhằm đánh giá hoạt động vận chuyển chi viện của đoàn 559 trong mùa khô 1965 đến 1966, tìm ra nguyên nhân vì sao vận chuyển cơ giới ở Tây Trường Sơn tổn thất nặng và chưa thành công. Một cuộc họp bao trùm bởi không khí sôi nổi, thắng thắng, pha chút căng thẳng, gây cấn. Về nguyên nhân chưa thành công trong tổ chức vận tải cơ giới của đoàn 559 mùa khô 1965 đến 1966, có hai loại ý kiến Loại ý kiến thứ nhất cho rằng địch đánh phá ngăn chặn quyết liệt như vậy, chúng ta không thể nào tổ chức vận chuyển cơ giới được, phải lấy vận chuyển thô sơ, chủ yếu là gùi thổ như giai đoạn trước làm phương thức chủ yếu, nhỏ, chậm nhưng chắc. Loại ý kiến thứ hai chiếm đa số, trong đó có ý kiến của các anh Phan Trọng Tuệ, Văn Tiến Dũng, Đinh Đức Thiện, là những người trực tiếp tổ chức chỉ huy vận tải cơ giới mùa khô 1965 đến 1966. Các anh khẳng định cần phải lấy vận tải cơ giới làm phương thức vận tải chủ yếu. Tại sao vận tải cơ giới chưa thành công, ta phải tìm đúng nguyên nhân mới khắc phục được. Và lại, mới qua một mùa vận tải, kinh nghiệm chưa nhiều, chưa nên vội khẳng định là không thể tổ chức vận tải cơ giới. Chiến trường yêu cầu chi viện ngày càng lớn. Trên một tuyến chi viện chiến lược với chiều dài hơn 1.300 cây số, nếu lấy gùi thổ làm phương thức vận tải chủ yếu thì không nuôi nổi nội bộ. Còn nói chi đến chi viện chiến trường, Đại tướng Bộ trưởng chăm chú lắng nghe từng ý kiến và kết luận. Trên chiến trường miền Nam, Mỹ đã chuyển từ chiến lược chiến tranh đặc biệt sang thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ. Chúng huy động hơn một triệu quân Mỹ, chư hầu và quân ngụy Sài Gòn nhằm đánh bại cách mạng miền Nam trong vòng 25, 30 tháng. Đồng thời, chúng đẩy mạnh chiến tranh phá hoại miền Bắc, âm mưu đưa miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá, ngăn chặn miền Bắc chi viện cho chiến trường. Từ nửa nước có chiến tranh, nay cả nước có chiến tranh với hai phương pháp khác nhau. Trung ương Đảng chủ trương phải động viên và tổ chức cả nước kháng chiến chống Mỹ. Theo hướng đó, tôi đồng ý với ý kiến các anh Văn Tiến Dũng, Phan Trọng Tuệ, Đinh Đức Thiện và nhiều ý kiến khác. Tuyến vận tải chi viện chiến lược 559 tuy đang gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng ta nhất định tìm được giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh công cuộc chi viện cho miền Nam. Phải lấy vận tải cơ giới làm phương thức vận tải chủ yếu, tùy nơi, tùy lúc mà kết hợp vận tải thô sơ. Ta không còn cách lựa chọn nào khác bởi yêu cầu chi viện của chiến trường ngày càng lớn. Bộ tổng tham mưu, tổng cục hậu cần, tổng cục chính trị, bộ tư lệnh 559 trực tiếp phối hợp với các chiến trường, các quân binh chủng, các địa phương để phát huy sức mạnh tổng hợp, khắc phục khó khăn trước mắt. Bộ tổng tư lệnh phân công anh Đinh Đức Thiện trực tiếp giúp bộ tư lệnh 559. Những ý kiến đầy tinh thần trách nhiệm trình bày tại hội nghị và đặc biệt là kết luận của đồng chí Võ Nguyên Giáp là cơ sở là chỗ dựa vững chắc tạo trong tôi niềm tin, quyết tâm tìm biện pháp, giải tỏa những vướng víu, lo lắng, chăn trở khi nhận nhiệm vụ mới. Thực lòng, không một người cầm quân nào không khỏi chăn trở, dằn lòng. Thậm chí đến đau khi chiến trường yêu cầu đánh lớn, chủ lực của ta trên chiến trường phát triển mạnh, có khả năng tác chiến quy mô lớn song đành bó tay bởi bảo đảm hậu cần chưa ngang tầm. Năm 1965, khi khỏi là tư lệnh kiêm chính ủy mặt trận 565, tôi phải quyết định lùi kế hoạch tác chiến ở đường số 9 vì thiếu gạo là sự kiện tôi chưa dễ gì nguy quên. Bởi vậy, tư tưởng phải lấy vận tải cơ giới làm phương thức chủ yếu trong tổ chức vận chuyển chi viện chiến trường đã hằn sâu trong tâm thức của tôi từ cuộc họp quan trọng ấy. Lúc này anh Đinh Đức Thiện cũng đã cho sắp xếp hoàn chỉnh bộ máy của Tổng cục Hậu cần tiền phương, gọn nhẹ, nhưng đủ cán bộ chuyên môn cần thiết. Trong đó có anh Đinh Thiện là một cán bộ có kinh nghiệm công tác tham mưu kế hoạch hậu cần được bổ nhiệm tham mưu trường Tổng cục Tiền Phương địa bàn mà Tổng cục Tiền Phương được phân công có hai trục dọc chính là quốc lộ 1 và quốc lộ 15. Tổng chiều dài 500 cây số và hai trục ngang xuyên qua dãy Trường Sơn là đường 12 và đường 20 với tổng chiều dài hơn 200 cây số. Toàn bộ lực lượng được bố trí thành bốn binh trạm: 9, 12, 14 và 16. Để có thể bao quát được toàn bộ địa bàn đó, tôi trao đổi với anh Đinh Thiện nhất thiết phải đặt sở chỉ huy ở trung tâm, gần trục đường chính, gần trọng điểm địch đánh phá địa điểm hội đủ những tiêu chuẩn đó là xã Hương Đô, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Đây cũng là nơi sở chỉ huy mặt trận 565 đứng chân trước khi vượt biên giới sang làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Lào. thống nhất với nhau những vấn đề cơ bản, anh Đinh Thiện cùng với cán bộ tổng cục hậu cần tiền phương vào Hương Đô triển khai sở chỉ huy. Tôi tranh thủ và làm việc với bộ tư lệnh quân khu 4. Lúc này do anh Đàm Quang Trung làm tư lệnh thông báo nhiệm vụ của tổng cục hậu cần tiền phương và đề nghị quân khu phối hợp hỗ trợ về hương đô sau khi ổn định tổ chức tôi nêu những vấn đề cần chuẩn bị cho hội nghị quán triệt nhiệm vụ của tổng cục hậu cần tiền phương và giao anh đinh thiện ở nhà triển khai khẩn trương để mở hội nghị càng sớm càng tốt còn tôi tiếp tục vào làm việc với tỉnh ủy ủy ban hành chính hai tỉnh hà tĩnh quảng bình đặc khu vĩnh linh và nắm tình hình làm việc với bốn binh trạm binh trạm chín đóng ở ngã ba lạc thiện đức thọ hà tĩnh ba binh trạm còn lại đều thuộc đất quảng bình binh trạm 12 đóng ở khe ve gần đường 12, huyện Tuyên Hóa, do anh Nguyễn Đàm làm binh trạm trưởng. Binh trạm 14 do anh Hoàng Trá làm binh trạm trưởng đóng ở cây số 16 đường 20. Binh trạm 16 đóng ở khu vực Thạch Bàn, huyện Lệ Thủy, do anh Phan Tây làm binh trạm trưởng. Qua làm việc với các tỉnh và các binh trạm, tôi được biết đường chiến lược 15 đi qua địa phận Hà Tĩnh, Quảng Bình có ngã ba đồng lộc, và địa lợi, các ngầm, lộc yên, khe ác, la khê, khe ve, khe rinh cả tang phà xuân sơn ngầm bùng phà long đại và đường số 1 có phà biến thủy phà danh là những trọng điểm địch đánh phá ngăn chặn quyết liệt nhất thời gian quá hạn hẹp tôi chỉ có thể dừng lại ở ngã ba đồng lộc can lộc hà tĩnh khe rinh tuyên hóa và phà xuân sơn bố trạch quảng bình mỗi trọng điểm hai đêm một ngày với khoảng thời gian ít ỏi nhưng quý giá đó tôi có dịp tiếp xúc và tìm hiểu qua lực lượng vận tải anh chị em thanh niên sung phong lực lượng giao thông của Bộ Giao thông và của các tỉnh, công binh, cao xả, nhiều điều bổ ích, kết hợp xem xét địa hình, đường, ngầm, phà, tại các trọng điểm, theo dõi hoạt động đánh phá của địch một ngày đêm, cách đánh trả của bộ đội cao xả, dân quân và cách khắc phục hậu quả đánh địch phá của các lực lượng bảo đảm giao thông. Từ những vấn đề lượm lặt được qua thực tiễn, tôi kết luận sơ bộ. Về tình hình đường xá, Quốc lộ một đi qua địa bàn Tổng cục Hậu cần tiền phương phụ trách tuy là đường nhựa nhưng toàn bộ cầu đã bị địch đánh hỏng. Đường số một lại vượt các con sông lớn, qua địa hình ruộng nước, xa nguồn vật liệu, khó khắc phục kịp thời sau khi bị địch đánh phá, nên không thể là hướng chính. Đường 15 chạy men theo chân phía đông dãy Trường Sơn, đường 12 là đường cũ cùng với đường 20 mới mở đều là những tuyến độc đạo, mặt đường được giải đá còn ít, lại nằm trên địa hình đồi núi có độ dốc lớn, hiểm trở. Nhiều đoạn qua các thung lũng xình lầy, vào mùa mưa, xe qua lại vô cùng khó khăn. Các sông chảy qua địa bàn này tuy nhỏ nhưng chưa có cầu. Vì vậy xe hành quân theo các tuyến đường kể trên đều phải qua phà. Suối nhiều tạo sự chia cắt mạnh, vào mùa mưa, lũ đột ngột dâng cao, nước chảy xiết, muốn xe qua được phải làm ngầm cao. Về thời tiết trong năm số ngày nắng ít hơn ngày mưa, đặc biệt 4 tháng cuối năm thường có mưa dầm. Những ngày mưa dầm, trần mây thấp mù khá đặc. Vào ngày nắng, buổi sáng mây mù kéo dài đến 9 đến 10 giờ và chiều xuống. Sau 16 giờ đã có mây mù. Địch đã giải công nghiên cứu địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, nên bước đầu chúng đã tìm được cách đánh phá phù hợp. Nơi đây máy bay không thể bay đội hình lớn, không thể bay thấp và không hoạt động liên tục, gần như thành quy luật và những ngày nắng giáo. Buổi sáng thường từ 9 đến 11 giờ, chúng cho máy bay trinh sát hoạt động. Buổi chiều từ 14 đến 16 giờ, MAI bay cường kích đến đánh phá các trọng điểm định trước, như bến phà, ngầm, quãng đường qua ruộng nước. Buổi tối, từ 18 giờ trở đi, đều đạn cách quá 1 giờ, máy bay địch lại đến thả pháo sáng, giải bom bi và bắn dốc két vào các trọng điểm đó, nhằm sát thương, khống chế hoạt động sửa đường, bảo đảm vận chuyển vượt trọng điểm. Những ngày có mây mù hoặc mưa, địch thường cho máy bay thả bom theo tọa độ với nhiều chủng loại, bom nổ chậm, bom nổ nhanh và dùng cả máy bay chiến lược B.52 ném bom giải thảm. Việc thả pháo sáng, giải bom bi, bom sát thương giảm so với ngày nắng giáo. Những cứ liệu thực tế gợi cho tôi nhớ lại tình tiết ngày hoàn thành chương trình đào tạo tại Học viện Quân sự cấp cao Bắc Kinh về nước. Sau 3 năm xa đất nước, xa nhà, ngồi trên máy bay tôi dạo rực, bồn cơ chờ đợi phút giây máy bay tiếp đất. Nhưng trời Hà Nội hôm đó đầy mây mù biết là đường băng sân bay Gia Lâm trải dài dưới sải cánh mà máy bay không sao hạ cánh được. Sau mấy vòng quần lượn, phi công đành lòng cho máy bay trở lại Trung Quốc. Như vậy, dẫu có tối tân, hiện đại mấy, máy bay vẫn còn những hạn chế chưa khắc phục được trong điều kiện thời tiết phức tạp. Về ta, bộ đội, lực lượng giao thông, thanh niên sung phong và nhân dân vẫn trụ bám kiên cường ở những túi bom, túi lửa này, chiến đấu dũng cảm, lạc quan. Vì sự sống của tuyến đường, vì công cuộc chi viện chiến trường, những người dân tuyến lửa quê tôi nguyện, xe chưa qua, nhà chẳng tiếc hay nhà tan cửa nát cũng ừ, đánh tan giặc Mỹ, cực trừ sướng sau. Thử hỏi có đạn bom nào, có mưu ma trước quỷ nào của kẻ thù có thể khuất phục được ý chí, quyết tâm đánh Mỹ, giành độc lập, tự do của con người Việt Nam. Tinh thần, ý chí con người nơi đây là vậy, nhưng do các binh trạm chưa có tổ chức chuyên sâu để nắm chắc tình hình địch, ta đặc biệt là tình hình thời tiết đường xá và những yếu tố khác ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động bảo đảm giao thông vận chuyển chi viện nên chưa phân tích để thấy rõ chỗ yếu chỗ mạnh của hai phía hệ quả là ta chưa lợi dụng được triệt để chỗ yếu của địch nhất là lợi dụng những ngày thời tiết xấu trần mây thấp mù dày kết hợp phát huy tối đa điểm mạnh của ta để thực hiện vận chuyển đạt hiệu quả các tỉnh các binh trạm trong khu vực mới làm được chức năng chỉ đạo chưa tổ chức được chỉ huy hiệp đồng tác chiến ở các trọng điểm do đó chiến đấu bảo đảm giao thông vận tải ở các trọng điểm còn phân tán rời rạc chưa tạo được sức mạnh tổng hợp có sự chỉ huy thống nhất nên mặc dù tốn nhiều công sức thậm chí thương vòng nhưng đường vẫn tắc liên tục lực lượng cao xạ vừa mỏng vừa chưa nắm vững tư tưởng tác chiến kết hợp bám chắc trọng điểm với cơ động linh hoạt đúng nơi đúng lúc lực lượng công binh thanh niên sung phong giao thông hầu như sửa chữa cầu đường vào ban đêm không lợi dụng những lúc mưa dầm, nhiều mây mù để tổ chức sửa chữa đường, ngầm ban ngày. Về kỹ thuật chưa chuyển sang giải đá ở những quãng đường lầy lội, mà chỉ chống lầy tạm bỡ, băng bó bằng những vật liệu như bao bổi, gỗ, củi, không bảo đảm được cho xe tải nặng chạy ban ngày khi có mưa dầm. Hạn chế khá trầm trọng, theo tôi, là tại các trọng điểm. Những quãng rừng đi qua ruộng nước sinh lầy, thung lũng hẹp, vượt sông, suối, đa phần vẫn là đường độc đạo chưa mở được đường vòng đường tránh chưa tạo được nhiều biến phà ngầm để vượt các sông suối trong khi đó địch gần như nắm bắt được quy luật hoạt động khắc phục của ta khi đánh chúng một trọng điểm địch đã dự đoán ta phải mất bao nhiêu thời gian lực lượng để khắc phục do đó khi ta san lấp xong hố bom chúng lại cho máy bay tới ném bom phá tiếp chu trình đó lặp đi lặp lại nhiều lần gây tắc đường kéo dài chưa kể đêm đến khi ta tổ chức khắc phục sửa đường thì chúng cho máy bay thả pháo sáng, phóng hỏa tiễn, bắn đạn 20 ly, gây sát thương. Một trong những trọng điểm điển hình là ngã ba Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh, điểm giao nhau quốc lộ 15 và tỉnh lộ 2. Có thể nói, đây là một bằng chứng về chiến tranh hủy diệt của Mỹ. Địch đã điểm huyệt, chút bom vào đúng quãng đường đi qua ruộng thấp. Hố bom trồng lên hố bom, mặt đất hoàn toàn bị biến dạng nơi đây đã chứng kiến những nam nữ thanh niên son sắt sống chết cùng trọng điểm. Ba ngày khi địch đến đánh, họ chọn vị trí thuận lợi nhất để quan sát đếm chính xác từng quả bom rơi. Một đợt oanh kích của địch vừa dứt, những bóng người nhỏ nhoi đã băng đi, thấp thoáng trên những miệng hố bom, nhòa đi trong khói lửa. Kịp thời đánh dấu những quả bom chưa nổ để công binh xử lý ở đây tôi được nghe kể về nữ anh hùng là Thị Tám, dũng sĩ phá bom Vương Đình Nhỏ, dũng sĩ lái máy húc Trịnh Xuân Lý. Sau này, Ngã Ba Đồng Lộc còn nổi danh bởi tiểu đội 10 nữ thanh niên sung phong do Võ Thị Tần làm tiểu đội trưởng, mà xương thịt của họ vĩnh viễn hòa quyện vào mây trời, cỏ cây, đất đá ở trọng điểm này. Cảm phục biết bao những nam nữ thanh niên đã cống hiến một thời xuân sắc và cả máu xương mình cho sự sống còn của con đường, cho những chuyến xe nặng hàng vượt trọng điểm ra tiền tuyến. Ngã Ba Đồng Lộc, điểm giao Quy L15 và tỉnh Lộ 2 Mười cô gái của tiểu đội thanh niên sung phong Võ Thị Tần đã trúng bom ngày 24 tháng 7 năm 1968, tại đúng vị trí đang trôn. Dũng sĩ phá bom Vương Đình nhỏ. Về sở chỉ huy, tôi trao đổi cùng tập thể chỉ đạo, chỉ huy, tình hình thực tế, cho dù nghiệt ngã nhưng có nhiều điều bổ ích. Sau khi nghe anh Đinh Thiện báo cáo công việc chuẩn bị, tôi đề nghị bổ sung một số vấn đề và cứ liệu thực tế để hoàn chỉnh báo cáo trình hội nghị. Hai ngày 15 và 16 tháng 8 năm 1966, hội nghị Tổng cục hậu cần tiền phương tiến hành. Về dự, ngoài Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục có đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, đặc khu Vĩnh Linh, đại diện lực lượng giao thông vận tải trực thuộc Bộ giao thông tại khu 4 có các anh Lê Ngọc Hoàn, Phan Trầm, Nguyễn Bát, Nguyễn Cảo, các đơn vị phòng không, công binh trong địa giới Tổng cục tiền phương đảm trách và chỉ huy 4 binh trạm 9, 12, 14. 16. Báo cáo trình bày tại hội nghị khái quát được tình hình tao và hoạt động của địch trên tuyến do Tổng cục Hậu cần tiền phương phụ trách, quán triệt nhiệm vụ của Bộ và Tổng cục Hậu cần giao. Trọng tâm là đề ra được một số biện pháp tổ chức thực hiện, gồm triệt để tranh thủ tối đa yếu tố thiên thời, điện lợi, nhân hòa, tận dụng những ngày mưa rầm, trần mây thấp, mù dày đặc, địch hạn chế đánh phá, toàn tuyến hoạt động ban ngày là chính, làm ban đêm là bổ trợ, nhằm đẩy nhanh nhịp độ và nâng cao hiệu quả vận chuyển chi viện. Những ngày nắng giáo, địch hoạt động mạnh, để hạn chế tổn thất, ta vận chuyển và làm đường ban đêm là chính. Khâu đột phá quyết định là tăng nhanh lực lượng, trang bị, tập trung sản xuất đá để giải những đoạn đường lầy lội, san lấp hố bom, bảo đảm trên những trục đường chính, cách quãng từ 3 đến 5 cây số có một điểm sản xuất đá dự trữ. Trục đường qua các sông, suối lớn phải có từ 2 tới 3 ngầm đảm bảo chất lượng tốt. Mỗi sông lớn phải có ít nhất hai bến phà chính, một bến dự bị. Mỗi bến phà đảm bảo ít nhất hai phà sử dụng và một phà ngụy trang dự bị. Ở các trọng điểm, những đoạn đường đi qua ruộng nước, sinh lầy sẽ chuyển thành đường nghi binh. Do vậy, phải mở ngay đường mới, đường vòng tránh men theo chân núi, chân đồi. Nhiệm vụ cấp thiết nhất từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Đề nghị các tỉnh huy động hai vạn thanh niên sung phong và dân công phối hợp với lực lượng giao thông tại chỗ của Bộ của các tỉnh tổ chức thành nhiều mũi khai thác đá để giải mặt. Đường san lấp ngay những quãng đường lầy lội, đồng thời mở các đường vòng, đường tránh, biến phà, ngầm để bảo đảm cho các lực lượng trên tuyến hoạt động tốt, hạn chế tổn thất, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các tỉnh đội điều chỉnh, tăng cường lực lượng phòng không, cả bộ đội chủ lực và dân quân tự vệ chốt tại các trọng điểm, kết hợp cơ động đánh địch một cách chủ động, linh hoạt hơn. Về tổ chức vận chuyển Lấy đội hình đại đội xe vận tải làm đơn vị cơ bản, tiến hành củng cố chỉ huy, tăng cường lái xe, thợ sửa chữa, chuẩn bị xe có chất lượng, lực lượng bốc xếp, tổ chức tốt việc cứu người, cứu xe, chọn một đại đội xe vận tải diễn tập chạy ban ngày trên đường 12 để giúp kinh nghiệm, tổ chức tập huấn về đội hình đại đội xe vận tải chạy ban ngày. Mọi công việc phải được tiến hành khẩn trương và sẵn sàng để ngày 4 tháng 9 nếu trời mưa dầm và mây mù dày, toàn tuyến sẽ tổ chức vận chuyển ban ngày để thực hiện tốt chỉ huy bảo đảm giao thông tất cả các trọng điểm phải tổ chức mạng thông tin hữu tuyến bộ đàm có các đài quan sát trực 24 trên 24 giờ trong ngày củng cố chất lượng công sự lấy hầm trú ẩn kiểu chữ a là chính mỗi trọng điểm sung yếu tổ chức một ban chỉ huy phối hợp các lực lượng do một binh trạm phó có năng lực làm chỉ huy trưởng củng cố tăng cường phương tiện thông tin liên lạc cho chỉ huy sở tổng cục hậu cần tiền phương theo phương thức kết hợp thông tin vô tuyến và hữu tuyến để nắm chắc tình hình sử trí được kịp thời, phối hợp với các tỉnh và tuyến sau để sử dụng tốt lực lượng tăng cường, tiếp nhận chân hàng, tiếp đón và tổ chức cho bộ đội hành quân vào chiến trường. Hội nghị nhất trí cao những vấn đề được trình bày trong báo cáo đặc biệt, đại biểu các binh chạm đều tán đồng những chủ trương, biện pháp cụ thể nêu trên. Những vấn đề cơ bản được giải quyết tại hội nghị lần này có ý nghĩa vô cùng to lớn, tạo nên bước chuyển mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động của tuyến tổng cục hậu cần tiền phương. Hơn 2 tuần kể từ lúc hội nghị kết thúc, mọi công TAE chuẩn bị trên tuyến được tiến hành hết sức khẩn trương, hiệu quả. Đúng như dự kiến, nắm bắt kịp thời lợi thế về thời tiết, ngày 4 tháng 9 năm 1966, toàn tuyến chuyển sang hoạt động ban ngày là chủ yếu. Thanh niên sung phong và các lực lượng bảo đảm giao thông bám đường, bám trọng điểm, giải tỏa kịp thời ách tắc. Đội hình vận tải cơ giới, tháng đầu lấy đại đội, sau nâng lên cấp tiểu đoàn xe vận tải. Những ngày nắng giáo, máy bay địch hoạt động mạnh, ta tổ chức vận chuyển ban đêm là chủ yếu, ban ngày là bổ trợ, đội hình xe cũng chỉ dừng ở cấp đại đội. Hết phần 1